nay là tháng 2, ngày 24 tây, thì sáng hôm nay là sáng thứ năm. Khi mà An vừa mới thức dậy á, thì An mở stock lên An coi, thì An thấy là cái stock á, nó rớt rất là nhiều vào hồi sáng nay. Thì sau đó An mới đi tìm hiểu thì An mới biết được á, là vào ngày tối hôm qua thì Ukraine và Nga đã chính thức là nổ ra chiến tranh với nhau. Cái chiến tranh giữa Nga với Ukraine là một cái sự việc mà đã được tiên đoán từ những cái tháng, những cái tuần gần đây. Rất là nhiều người đã tiên đoán được á, là sẽ có cái chiến tranh, nhưng mà không ngờ là cái chiến tranh nó diễn ra nhanh như vậy và diễn ra rất là bất ngờ. Tối ngày hôm qua đó thì người dân Ukraine, thậm chí là người dân Ukraine, người ta chỉ nghe được rất là nhiều những cái tiếng súng, người ta nghe được những cái vụ nổ bom rất là nhiều. Thì sau đó người ta mới biết được đó là Nga chính thức đánh bom cũng như là quân đội của Nga vượt qua biên giới để mà qua Ukraine, đã bắt đầu bắn những cái người binh sĩ ở bên Ukraine, bỏ bom vân vân. Ukraine á, thì vào sáng ngày hôm nay có lên chia sẻ với lại báo chí á, rằng quân đội Ukraine sẵn sàng chống lại Nga, và người ta chia sẻ rằng á, là quân đội Ukraine đã bắn được 5 chiếc máy bay của nước Nga, trong đó là có một chiếc máy bay trực thăng. Nhưng mà ngay sau đó đó thì Nga, Tổng thống Putin đã lên để mà bác bỏ cái thông tin này. Thì hiện nay á, cái sự việc giữa Nga và Ukraine là một cái sự việc mà em thấy là đi đâu rất là nhiều người bàn tán, tại vì rất 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 là lâu rồi mới có những cái cuộc chiến tranh nổ ra, và đặc biệt á, là diễn ra giữa Nga và Ukraine, là hai cái nước, đặc biệt là Nga đó là một cái nước mà gần như là đứng đầu về dầu mỏ, cung cấp gas nè, cung cấp oil cho một cái lớn, một cái lượng lớn ở trên thế giới. Thành ra khi mà có chiến tranh giữa Nga với lại Ukraine đó, đây là một cái thông tin không có tốt đối với lại thị trường chứng khoán. Thành ra khi mà các bạn mở stock sáng nay sẽ thấy là cái stock market nó rớt rất là nhiều, nhưng mà ngay lập tức ngay sau đó đó thì cái thị trường nó đã phục hồi trở lại và nó lên rất là nhiều. Thì lúc nào cũng vậy á, cái tâm lý sợ hãi của người dân khi mà người ta sợ chiến tranh á, thì ai cũng sợ và ai cũng có cái tâm lý là bán ra để mà lấy cash, giữ cash ở trong người, tại vì kêu là cash là king. Nhưng mà khi mà mình đầu tư vô thị trường chứng khoán đó, An rất là thích cái phương châm của ông Warren Buffett, tức là hãy mua khi mà người ta sợ hãi và hãy bán khi mà người ta hưng phấn. Nếu như mà những cái ngày mà đỏ giống như ngày hôm nay, các bạn, các anh chị, các cô chú mình không mua vô cái stock mà mình thích, đợi các bạn, các anh chị, các cô chú đợi khi mà cái thị trường nó phục hồi trở lại, cái market nó xanh, có những cái good news, lúc đó các bạn nhào vô các bạn mua, thì đó là một cái không có đúng, theo giống như là đầu tư đúng đắn. Tại vì các bạn nghĩ coi, em biết được có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú ở đây, người Việt Nam của mình rất là thích xe Tesla. Khi mà Tesla giá 1.000, 1.001, 1.002, rất là nhiều người nhảy vô mua ở những cái giá đó. Vậy thì tại sao ở thời điểm ngày hôm nay, giá của Tesla buổi sáng hôm nay chỉ có 700 mấy thôi, và bây giờ lên được 791? Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình tin là Tesla là một cái công ty tốt, một cái công ty mà sẽ còn phát triển đường dài trong tương lai, thì cái giá mà 700, 700 mấy hiện nay là một cái giá quá tốt để mà mình mua vô. Trong khi đó có rất là nhiều người, người ta phải mua vô ở những cái giá 1.200, 1.001, trong khi đó bây giờ mình mua chỉ có với giá là cỡ khoảng 700, 700 mấy thôi, tức là mình đã discount 30-40% rồi. Thì có rất là nhiều người tâm lý người ta sợ hãi, người ta thậm chí người ta không mua vô mà người ta còn bán ra cái share, cái stock của Tesla hoặc là những cái công ty khác ngày hôm nay để mà người ta giữ cash. Thì đối với bản thân của An á, thị trường nó sẽ lên, nó sẽ xuống, và khi mà nó xuống á, là nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình tin vô một cái công ty nào đó nó còn sẽ phát triển trong tương lai nữa, thì mình có thể mình bắt đầu mình mua từ từ vô với những cái giá discount rất là rẻ với lại thị trường hiện tại. Rồi bên cạnh đó nữa đó, cái tâm lý của người dân là cái tâm lý sợ hãi nếu như mà chiến tranh,
thì người ta sẽ sợ những cái thông tin chiến tranh người ta bán ra. Nhưng mà một khi đối với An á, một khi đã chiến tranh rồi thì không còn cái gì để mà sợ nữa hết. Tại vì đã đánh rồi, bây giờ không có cần phải sợ hãi gì nữa hết, thì cái market nó sẽ bắt đầu từ từ đó lên lại. Thì đó là cái quan điểm của An. Và có một cái nữa là các bạn, các anh chị, các cô chú cần phải lưu ý á, là khi mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra đó, thì nó có thể là một cái bắt đầu cho những cái cuộc chiến tranh tiếp theo ở những cái nơi tiếp theo. Đặc biệt á là hiện nay có một cái khu vực mà rất là nhiều người quan tâm, đó là Trung Quốc và Đài Loan. Đài Loan á là một cái quốc gia, theo như Đài Loan thì nó là một, người ta là một cái quốc gia độc lập, một cái đảo Đài Loan độc lập và không phải là một phần của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc từ trước tới giờ lúc nào cũng hăm he để mà chiếm nắm Đài Loan, giống như là đã làm với lại bên Hồng Kông. Thì có thể An đọc những cái thông tin đó là có thể cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ là cái khởi đầu để mà Trung Quốc người ta dựa vô cái lý do đó để mà người ta tấn công Taiwan, Đài Loan. Và quan trọng nhất á, là An đã từng đi qua Đài Loan chơi rồi. Ở Đài Loan có rất là nhiều người Việt Nam của mình sinh sống ở Đài Loan. Có rất là nhiều cô dâu Việt Nam qua Đài Loan bắt đầu khởi nghiệp, làm ăn và sinh sống ở bên đó. Thành ra lúc mà An qua Đài Loan, An gặp rất là nhiều người Việt Nam ở bên đó. Thì với bản thân của An không có hy vọng á, là Đài Loan và Trung Quốc, Trung Quốc nó sẽ đánh Đài Loan sớm. Nhưng mà mình không biết trước được điều gì, thì chỉ hy vọng là tất cả những cái người Việt Nam ở bên Đài Loan sẽ được bình an. Và quan trọng nhất là nếu như mà các bạn chơi stock á, các bạn phải để ý một cái nữa là Đài Loan á là một trong những cái nơi mà cung cấp những cái con chip đứng đầu ở trên thế giới, những cái con chip mà để mà mình làm phone, iPhone, những cái con chip mà để làm xe đó. Thì Đài Loan là một trong số những cái quốc gia mà sản xuất cái chip này đứng đầu trên thế giới. Nếu như mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì có thể dẫn tới là cái chip này nó còn sẽ bị thiếu hụt hơn rất là nhiều ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Nên á, lúc nào cũng vậy hết, cơ hội thì nó đi liền với lại nguy cơ. Ai là người nhìn ra được cái cơ hội trong cái chiến tranh, ai là người nhìn ra được cái cơ hội trong cái nguy cơ, sẽ là những cái người mà sẽ kiếm được rất là nhiều tiền ở trong cái thời gian chiến tranh này. Ví dụ như là Nga với Ukraine, thì là các bạn phải suy nghĩ tới là Nga là cung cấp dầu mỏ, khí đốt. Thì khi mà chiến tranh như vậy á, thì những cái giá dầu, giá xăng nó sẽ tăng lên. Thì khi mà giá dầu, giá xăng tăng lên, các bạn có thể mua stock của những cái công ty mà chuyên sản xuất dầu, chuyên sản xuất xăng, hay là ví dụ như là những cái công ty mà sản xuất xe điện ở Mỹ. Khi mà giá xăng nó tiếp tục tăng lên, người ta chuyển qua người ta chạy xe điện, thì giá xe, những cái công ty làm về xe điện nó sẽ tăng lên. Hay là giống như là nếu như mà thật sự có chiến tranh ở Đài Loan và Trung Quốc, thì những cái công ty mà nó sản xuất chip nó sẽ hot hơn và nó sẽ có cần nhiều hơn, cái tức là cái nguồn cung không đủ cho cái nguồn cầu, thành ra stock của những cái công ty này nó cũng lên đó. Thì cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là ai nhìn ra cái cơ hội trong những cái nguy cơ. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú là người mà bán stock ra ở thời điểm hiện tại để mà giữ cash á, chưa chắc đã là một quyết định đúng đắn ở thời điểm hiện tại. Tại vì giống như An chia sẻ đó, khi mà tâm lý người ta sợ hãi thì mình nên mua vô, và khi mà tâm lý người ta đang hưng phấn là cái stock đó lên á, thì mình nên bắt đầu mình sợ hãi. Đó là cái tâm lý của ông Warren Buffett, và nhờ như vậy mà ông đã trở thành một cái người tỷ phú. Thành ra á, mình không giỏi thì mình đi theo cái bước chân của cái người tỷ phú, thì mình sẽ có cái cơ hội để mà kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đây là những cái suy nghĩ cá nhân của bản thân của An. Mỗi một người thì sẽ có cái suy nghĩ khác nhau. Có thể như các bạn suy nghĩ là cash is king, giữ tiền mặt ở thời điểm này mới đúng, cũng có thể là đúng đó với cái suy nghĩ của các bạn. Nhưng mà nên suy nghĩ rộng ra một chút xíu, có thể tham khảo thêm những cái chia sẻ ở trên mạng, ở trên YouTube, đọc thêm thông tin để mà tìm ra được cái cách đầu tư nào mà đúng đắn nhất cho bản thân của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu như mà mình quyết định giữ cash á, không phải là một ý kiến
không hay, nhưng mà khi mà mình giữ khách thì mình nên đi tìm những cái chương trình, ví dụ như là ít nhất là nó cho mình một cái tiền lời không nhiều giống như stock, nhưng mà nó vẫn phải cho mình một cái tiền lời để mà qua cái thời gian market nó crash này mình mới bắt đầu mình mua vô. Tại vì market thì nó sẽ đi một cái đường xuống rồi lên, các bạn nếu mà mua ở đáy thì rất là khó, nhưng mà nếu mà market nó qua được cái đáy và nó đang tiếp tục đi lên mà mình mua thì cũng là một cái ý tưởng mà em học được ngày hôm nay, tức là giữ cash để mà qua cái crash và mình mua. Nhưng mà những ai mà đã mua rồi á, thì giữ đừng có mua, đừng mua thêm. Và nếu mà mua thêm á, thì đừng mua all in mà mua từ từ vô thôi, tại vì market bây giờ nó đang đi xuống, các bạn sẽ không biết cái nào là đáy. Nếu mà các bạn mua mà all in ở một thời điểm nó chưa phải là đáy thì nhiều khi tâm lý của mình sẽ thấy mình mất tiền, thì mình sẽ muốn bán ra. Thành ra đừng bao giờ all in vô một cái nào hết, các bạn cứ mua từ 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 những cái stock đó vô, mỗi lần nó rớt là một cái cơ hội để mà mình mua thêm nếu mà mình tin cái công ty đó là một cái công ty tốt. Còn ai mà giữ cash thì nên giữ cash, để mà muốn giữ cash thì nên giữ cash, nhưng mà nên tìm những cái chương trình mà đầu tư cho mình cái tiền lời một chút xíu để mà cái tiền của mình nó không bị mất giá nha. Đó là những cái chia sẻ của An ngày hôm nay về thị trường stock cũng như là chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì hy vọng là cái cuộc chiến tranh này nó sẽ không có quá đau thương, không có quá mất mát giữa cả hai bên, tại vì chiến tranh là cái mà không ai muốn. Và một khi chiến tranh diễn ra, nước thắng hay là nước thua cũng sẽ có những cái người binh sĩ người ta sẽ qua đời, và người nhà của người ta đó thì cũng sẽ đau thương ở cả hai bên luôn. Thì hy vọng là cái cuộc chiến tranh này nó sẽ sớm kết thúc để mà mọi người mình được yên bình với nhau nha. Bye bye bye.